Xin chào anh em nhá. Hôm nay làm mẻ lửa mẻ gì nữa cho anh em xem. Lưới chính thức nếu mà về khoảng độ 100 nữa thì là sập nguồn, nhưng mà giờ chưa sập nguồn được. Anh em mời anh em xem lưới xem sim nhá. Bắt đầu này, để em quay lại. Bắt đầu. Tấm dài 30 mét, của 30 mét chim này, bắt đầu lên này. Đấy. Gãy lưới, lưới nếu mà như không phải lưới đặt thì riêng không thể đánh được nhiều chim như này. Lưới đây là lưới đặt 1 túi 1, tất trên dưới này. Đấy. Rồi anh em xem đi. Đấy, chim này như cá luôn. Đây. Cá gọi là cụ. Đây đây. Chim này nhiều vô kể. Đấy. Đấy. Các bạn thấy nào. Quay đây để em làm kỷ niệm những ngày này xem nào. Chìm kinh khủng. Đây này, đây còn 30 mét nữa. Đây tấm bên này nữa. Tấm bên này thì không được bao nhiêu, tấm bên này cũng được độ 50. Mời anh em xem. Đấy. Chim thì nhiều, rất nhiều. Chim ấy, đấy. Chào tất cả anh em nhé. Để em gỡ chim này.